có những thứ nó còn quý giá hơn cả kim cương, à? Quý giá hơn cả dầu mỏ, quý hơn cả vàng, đang nằm ở trong đất mà nhiều bạn chưa biết. Đó chính là hệ vi sinh trong đất các bạn ạ. Như vậy thì hệ vi sinh là gì mà nó lại đáng quý như vậy? Theo Wikimedia thì hệ vi sinh bao gồm những động vật từ nhỏ đến siêu nhỏ, thậm chí có những dạng tồn tại ở dạng đơn bào các bạn ạ. Và chúng ta có thể quan sát nó một cách dễ dàng thông qua kính hiển vi. Và loài người của chúng ta chỉ thực sự biết đến sự có mặt của hệ vi sinh từ năm 1670 do một nhà khoa học người Hà Lan tên là Anton van Leeuwenhoek quan sát được thông qua kính hiển vi. Và chúng ta có thể tưởng tượng là cái sự bào mòn vô cùng chậm chạp và sự phân hủy của các chất hữu cơ do chính vi sinh vật nó đảm nhận cái trách nhiệm này. Nếu không có cái hệ vi sinh vật này thì tất cả các sản phẩm hữu cơ đều không thể phân hủy được các bạn ạ. Với những cái phương thức canh tác hiện nay của bà con nông dân á, thì bà con hay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc trừ cỏ. Chính hai cái tác nhân này nó làm chết hết hệ vi sinh trong đất. Mà khi không có hệ vi sinh thì chất hữu cơ không thể phân hủy thành chất vô cơ được. Và các dạng vô cơ khó hòa tan không thể chuyển hóa thành vô cơ dễ hòa tan được. Chính phân hóa học cũng là một tác nhân làm giảm đi cái hệ vi sinh trong đất các bạn ạ. Làm sao để bổ sung và duy trì cái hệ vi sinh cho đất, để bảo tồn một cái tài nguyên vô giá của quốc gia, chúng ta cùng theo dõi ở những video tiếp theo nhé. Mà hệ vi sinh này nếu mất đi thì sao ạ? Đất đai sẽ bạc màu, sẽ bị chai hóa, hoang hóa, sa mạc hóa. Chính vì vậy